Xin chào quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp được nhiều may mắn ngay từ những ngày đầu đời. Để có được thành công, họ phải đối mặt với nhiều khó khăn và trắc trở mới tìm được thành quả cuối cùng của mình. Cứ mỗi một năm trôi qua thì ai cũng mong rằng trong năm đó mình sẽ học được nhiều may mắn. Trong năm Canh Tý 2020 này, nữ mệnh tuổi Thìn sẽ được trời ban nhiều phúc đức, không những may mắn và tài vận cũng dồi dào. Đặc biệt vào tháng 6 âm lịch này, nữ mệnh tuổi Thìn nắm bắt được cơ hội làm giàu có 1 không 2. Hơn nữa, nữ mệnh chủ sẽ gặp được quý nhân giúp cho cuộc sống của họ bước sang một trang mới. Trước khi đi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh miễn phí và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong thủy Gia Cát. Và đừng quên, quý anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin phong thủy tử vi tại phần mô tả của video này. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan về tháng 6 âm lịch năm 2020, xem tử vi vận trình vào tháng 6 năm 2020 âm lịch của tuổi Thìn khởi sắc. Nhờ chính ấn các thần hỗ trợ, công việc có nhiều sự thay đổi, đa phần theo chiều hướng tích cực. Có điều, lưu ý cách hành xử, đừng để mâu thuẫn thị phi nảy sinh, ngăn cản con đường tiến thân của bạn. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 âm lịch, tức 21 tháng 7 đến 18 tháng 8 dương lịch. Tháng này không phải là tháng nhiều điều xui đối với nữ mệnh tuổi Thìn. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 6 âm lịch nữ gia chủ tuổi Thìn cần phải tránh, đó là ngày âm lịch mùng 10 tháng 6, tức 30 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 và mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Ngày âm lịch 22 tháng 6, tức 11 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 và mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là cần chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc không cần thiết, chớ nên vung tài quá chán. Đồng thời, để công việc thành công may mắn, kết công danh tài lộc tình duyên, các gia chủ cần phải luôn mang theo bên người pháp khí Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc. Trong khung có cát, vào tháng 6 âm lịch này, nếu như mệnh chủ muốn thực hiện một số công việc nào đó, có thể tham khảo hai ngày dưới đây. Ngày âm lịch mùng 9 tháng 6, tức 29 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch 21 tháng 6, tức mùng 10 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tử vi tuổi Thìn, nữ mệnh trong tháng 6 âm lịch năm Canh Tý, tài vận của mệnh chủ sẽ ngày càng được củng cố, có thể tích lũy tiết kiệm được khá nhiều. Chính tài và thứ tài đều có dấu hiệu tăng, có thể tiến hành đầu tư hay mở rộng kinh doanh quy mô sản xuất. Về tình cảm, người độc thân dễ rơi vào tình huống ngày lắm mối tối nằm không. Đối tượng theo đuổi thì nhiều nhưng khó chọn lọc được người phù hợp, có thể tỏ tình gặp thất bại. Về tài lộc của nữ mệnh tuổi Thìn, trong tháng có nhiều cơ hội kiếm tiền khá là dễ dàng, nhất là người làm kinh doanh sẽ có quý nhân ở bên trợ giúp, nhờ thế mà chuyện làm ăn thuận lợi suôn sẻ. Cùng đà phát triển này, bản mệnh có thể thực hiện kế hoạch đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh của mình thoải mái.
Nhiều các tinh cho thấy quý nhân trong tháng 6 âm lịch của tuổi Thìn đa phần sẽ là nữ mệnh. Người nữ tuổi Thìn có được nhiều sự trợ giúp hơn hẳn so với con giáp nam. Theo tử vi năm 2020, tháng 6 âm lịch của tuổi Thìn nữ mệnh nhận thấy rằng tài vận năm nay cực tốt, không phải nhờ may mắn mà có, chính là nhờ sự nỗ lực của bản thân, nên bản mệnh đã giành được túi tiền tăng lên nhanh chóng mà vẫn bền vững. Tuy nhiên, trong tháng này, con giáp dễ gặp rắc rối khi bị tiểu nhân quấy phá. Có tiền cũng nên khiêm nhường, không nên khoe khoang quá mức gây tranh cãi cho bản thân. Sự nghiệp của nữ mệnh tuổi Thìn. Theo dõi tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp thì nữ mệnh tuổi Thìn sẽ có một tháng khởi sắc trên con đường công danh sự nghiệp. Mệnh chủ biết cách thuận theo chiều hướng phát triển mà lựa, linh hoạt thay đổi để không đánh mất bản sắc mà vẫn gây được sự chú ý nhất định. Cấp trên khá là ưng ý với năng lực mà bạn thể hiện. Mệnh chủ có thể xử lý được nhiều việc, làm được nhiều chuyện, không để mình bó tay trước những khó khăn mà nhiều người phải chịu chết. Có thể thấy, những nữ gia chủ tuổi Thìn có các thần ở bên chỉ lối dẫn đường. Tuổi Thìn như được tiếp thêm sức mạnh, có thêm nhiều năng lượng để làm việc, có thêm nhiều động lực để phấn đấu, cũng có được nhiều ý tưởng để thực hiện. Tuy nhiên, trong tháng này còn có âm sát hung tinh rình rập, bản mệnh có thể bị kẻ tiểu nhân tung lời đồn đại chỉ vì không để ý mà đắc tội với chúng. Tốt nhất, ở nơi làm việc không nên tranh cãi nhiều gây mâu thuẫn. Việc ai, người đó làm là tốt nhất. Mâu thuẫn với đồng nghiệp hay cấp trên chỉ khiến cho công việc của bạn thêm khó khăn, cũng không gây được ấn tượng tốt với mọi người về lâu dài. Tốt nhất, mệnh chủ cần luôn luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn, giúp cho gia chủ hóa giải được vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Về sức khỏe, nữ mệnh tuổi Thìn. Tình hình sức khỏe của nữ mệnh tuổi Thìn trong tháng 6 âm lịch đã ổn định hơn, không gặp nhiều vấn đề cho lắm. Nhưng bản mệnh cũng cần phải giữ cho mình thói quen sinh hoạt lành mạnh. Tuy nhiên thì bạn nên dành nhiều thời gian để đi thư giãn và nghỉ ngơi, nên tham gia hoạt động xã hội nhiều hơn. Ở một vài thời điểm trong tháng, sao xấu có thể gây tổn hại đến danh dự và sức khỏe của bạn. Chính vì vậy, cần phải duy trì sự cân bằng sẽ là chìa khóa giúp cho bạn an lành. Tình duyên của nữ mệnh tuổi Thìn. Xem tử vi tình duyên tháng 6 âm lịch năm 2020 của tuổi Thìn nhận thấy rằng có nhiều báo hiệu bất ngờ. Cũng qua đây thấy rằng tình yêu hôn nhân vô cùng nở rộ. Tháng này cũng là tháng vô cùng thuận lợi với những người độc thân. Những động thái nhỏ sẽ tạo được sức hút với người khác giới. Vậy nên rất dễ dàng để những người khác giới tìm được đối tượng phù hợp. Các cặp đôi cũng sẽ có khả năng đón tin vui, có thể là chuyện kết hôn hoặc có thêm con cái. Tuy nhiên, đối với tính cách dễ nổi nóng của tuổi Thìn, họ chỉ thực sự hạnh phúc khi tìm được một nửa kiên nhẫn và dịu dàng với họ. Nhưng chung quy lại thì đây cũng là tháng có nhiều cơ hội tình cảm gõ cửa. Việc xảy ra những mâu thuẫn cãi vã trong tình yêu là chuyện không thể tránh khỏi. Bởi trong cuộc sống này, chẳng có ai là có thể hoàn hảo và cũng chẳng ai là thập toàn thập mỹ. Chính vì thế hãy nghĩ thoáng ra một chút, sống chân thành hơn, bỏ qua những sai lầm nhỏ, hạnh phúc sẽ êm đềm và trọn vẹn. Đồng thời để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh hanh thông rộng mở. Nữ gia chủ tuổi Thìn nhớ mang bên mình vòng tam hợp Thân, Tý, Thìn để sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kết tình duyên và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Thìn trong tháng 6 âm lịch. Nữ mệnh tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Nữ mệnh tuổi Canh Thìn thì có tính tình thẳng thắn, cương trực. Họ có suy nghĩ thuần khiết và không có mưu đồ hãm hại ai cả. Tuy nhiên, cảm xúc của người này thường lên xuống thất thường, thay đổi nên khiến cho người khác cảm thấy khó nắm bắt. Trong tháng này, các gia chủ sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 10 tháng 6, tức 30 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là giáp tuất. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các nữ mệnh chủ Canh Thìn sinh năm 2000.
trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Nữ mệnh tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Tính cách của nữ mệnh Mậu Thìn có phần hướng nội, trầm tĩnh và ít nói. Họ khá là bị động trong chuyện đối nhân xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết. Các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Vận trình tài lộc của mệnh chủ tuổi này khá là ổn định khi mà hết sức tiết kiệm khắt khe việc tiêu tiền với bản thân, chi tiêu tiền vào những việc quan trọng. Sức khỏe của nữ mệnh tuổi Mậu Thìn không có gì đáng ngại, tuy nhiên đôi lúc vẫn bị khó chịu vì bệnh dạ dày, nên đặc biệt cẩn trọng trong chuyện vệ sinh ăn uống. Đặc biệt trong tháng này, các gia chủ cần phải chú ý ngày âm lịch mùng 10 tháng 6, tức 30 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất. Ngày âm lịch 22 tháng 6, tức 11 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Mậu Thìn sinh năm 1988. Trong những ngày này, phong thủy gia cát khuyên mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Nữ mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tử vi năm 2020 của nữ mệnh tuổi Bính Thìn nhận định rằng tháng 6 âm lịch, người tuổi này có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ và nhẫn nại. Họ luôn tích cực để làm việc mà không quản khó khăn. Nếu như người này thật sự có cố gắng trong công việc, thì trong tương lai họ sẽ trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Về sức khỏe, người nữ mệnh tuổi Bính Thìn thì cần phải chú ý đến bệnh đường tiết niệu và một số bệnh nhỏ khác như cảm cúm, đau dạ dày. Nên ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe. Nữ mệnh tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Đối với nữ mệnh tuổi Giáp Thìn trong tháng 6 âm lịch này thì có ít khi ốm đau nặng, song nên thay đổi những thói quen sinh hoạt không tốt, nhất là về vấn đề ăn uống. Chuyện tình cảm khá tốt, biết cách mở rộng các mối quan hệ, nhưng bạn có phần dễ tin người nên hay bị mắc lừa. Tính cách không được tốt lắm, dễ cãi cọ với người trong gia đình. Tài chính trong tháng này sẽ có chút eo hẹp khi bạn không biết cách thắt chặt chi tiêu của mình, nên dẫn đến việc tài chính không còn đồng nào. Nên nhớ, nhanh chóng trả hết những khoản nợ, đừng để dây dưa kéo dài. Nữ mệnh tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Trong tháng này, các mối quan hệ trong xã hội của nữ mệnh chủ khá là tốt nên sẽ được giúp đỡ về mặt tài chính. Không cần phải quá lo lắng, dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán thì thu nhập đều khá là ổn định và có chiều hướng tăng tiến. Họ cũng dễ trúng thưởng hay có một khoản tiền nho nhỏ từ trên trời rơi xuống. Đặc biệt trong tháng này, các gia chủ cần tránh ngày âm lịch 22 tháng 6, tức 11 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của nữ mệnh. Cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng đồng hành cùng phong thủy lập tài. Để hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của nữ gia chủ tuổi Thìn trong tháng 6 âm lịch này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.